Bốn tiếp hay ho cách chăm sóc thằng em, bất khả chiến bạn được ví là sinh mệnh thứ hai của đàn ông. Quan trọng thế mà anh em chưa biết cách chăm sóc thằng em, thật tốt là có lỗi với cả nó, cả bản thân lắm nha, tôi nghe nói dạo này thằng em, ông biểu tình. Người yêu ông né tránh việc yêu, do phần dưới của ông đang trục chặt phải không, bốn tiếp chăm sóc thằng em, sau ti ngắn nhưng khá đủ, khá chất, anh em cứ việc tham khảo nó và lấy lại phong độ nào thằng một dọn sạch đám cỏ dại mỗi ngày mục đích của lông là bảo vệ thằng em khỏi vi khuẩn hóa chất nước vật thể lạ rơi vào em trai gây tổn thương làm đau nhưng sự thật anh em có thể sống rất tốt dù không có chùm tóc dưới này thằng em có thể mỏng manh hơi tí nhưng nó mang lại nhiều cái lợi hơn thứ nhất chùm tóc dưới rậm rạp kèm môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi này nở gây ra mùi hôi cực kỳ hơn nữa chúng còn tiềm tàng khả năng gây ra nhiều bệnh nam giới thứ hai nó xấu cực kỳ thằng em của chúng ta trẻ trung phong độ như thế mà để chùm tóc dưới che hết vẻ đẹp trai thì con gì quyến rũ thứ ba gây bất mãn cho bạn tình nhìn cả đống rậm rạp như rừng amazon thể rủ yêu nàng ngại là phải chưa kể nàng đang ăn đặc sản mà bị kẹt một cọng hai cọng hay hay ba cọng lông trong miệng có muốn nôn huệ luôn không nghe tôi mỗi ngày lúc tắm chịu khó tìa tót cạo tí thôi là hết cỏ dại anh em nào có điều kiện hơn mình đi triệt lông hiệu quả tinh tế mất khoảng hai ba năm mới mọc trở lại ngon phết đúng không mấy ông Thằng hai sử dụng dung dịch vệ sinh hàng ngày đàn ông hiện đại trong phòng tắm luôn phải có chai dung dịch vệ sinh nam giới, thời nào, tuổi nào rồi còn cầu thả trong việc chăm sóc bản thân nữa mấy ông. Mỗi vùng da trên cơ thể đều phải có sản phẩm làm sạch phù hợp, thực hiện đúng chức năng, cứ chơi chai dầu gội từ đầu đến gót chân là ẩu đó, vùng da dưới thường mỏng, nhạy cảm, độ pH thấp, dễ kích ứng. Nhiều vi khuẩn, nhưng dung dịch vệ sinh cho nam giới xử được chuyện đó, anh em nào muốn tìm kiếm thì cũng cứ hãy mạnh dạn Google một phát, nó ra hàng dài các nhãn hiệu. Thằng bà đừng nhốt em nó trong chiếc lồng sắt suốt ngày nữa thề với anh em là tôi bắt đầu câu chuyện thả rông ngay từ lúc về đến nhà đến tận sáng hôm sau, giam cầm nó đã là tội ác. Cớ gì đến chuyện hít thở của nó cũng ngăn cấm, nhốt thằng em trong lồng sắt cộng thêm lớp quần jean, quần tây dài bó sẽ rất bí tăng nhiệt độ vùng này. Việc này ảnh hưởng đến chất lượng và độ mạnh của tinh binh rất nhiều, kìm kẹp quá lâu khiến em nó còn không được tự do phát triển đầy đủ, nhưng cẩn thận thả rông quá bị sệ đó mấy ông thằng bốn cứng tự do mỗi ngày thằng em khỏe mạnh mới cứng khi có chất xúc tác chứ đúng không mấy ông thế nên anh em không cần quá tự ti hay tìm cách kéo em ông xuống cho mệt cứ thuận theo tự nhiên mà sống khi cảm thấy nó muốn vươn cao cứ để yên cho nó vươn cao nhiều ông mỗi lần như vậy thì lại đi đếm cừu để mong cho nó xuống nhìn mà thấy tội chịu khó mặc quần tối màu rộng tí áo che thằng em kỹ kỹ vào thế là an toàn tránh đồ bó màu trắng là tự tin cho thằng em thuận tự nhiên thôi Hy vọng bốn tiếp chăm sóc thằng em trên sẽ thay đổi thói quen và duy trì tình trạng tốt nhất cho em trai ông nhé.